rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Những ngày gần đây, tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk NPP trở nên phức tạp hơn. Nhật báo Kommersant của Nga đã có cuộc trao đổi với ông Valentin Gibalov, một chuyên gia hạt nhân độc lập, về các kịch bản khác nhau có thể xảy ra tại nhà máy hạt nhân Kursk trong bối cảnh cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vẫn tiếp diễn. Chuyên gia Gibalov cho biết đây là lần thứ hai trong lịch sử chúng ta có nguy cơ chứng kiến một nhà máy điện hạt nhân lớn ở vùng xảy ra giao tranh bị tấn công. Nhà máy Kursk có 4 tổ máy với lò phản ứng RBMK-1000 và hai tổ máy khác với lò phản ứng VVR-TOI đang được xây dựng. Sự khác biệt chính giữa RBMK và VVR-TOI là RBMK không có thùng chứa, là một lớp vỏ bê tông cốt thép dày được thiết kế để giữ hơi nước bên trong buồng lò phản ứng trong trường hợp xảy ra hiện tượng giảm áp suất rbmk không có cấu trúc như vậy điều này làm tăng tính dễ bị tổn thương của nhà máy điện hạt nhân có loại lò phản ứng này trước các cuộc tấn công vô tình hoặc cố ý bằng đạn pháo tên lửa bom và những thứ tương tự có thể dẫn đến tai nạn phóng xạ khi chất phóng xạ bị giải phóng bàn về những kịch bản nào khác có thể xảy ra nếu nhà máy bị đánh bom chuyên gia gibalov cho rằng cần lưu ý rằng nhà máy điện hạt nhân là một cơ sở công nghiệp khổng lồ và mọi thứ nguy hiểm liên quan đến bức xạ như lò phản ứng, bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng, chất thải phóng xạ rắn và cơ sở lưu trữ chất thải phóng xạ lỏng đều chiếm một phần nhỏ trong cơ sở của nó, diện tích bề mặt nhỏ hơn 5%. Trong trường hợp vô tình cơ sở bị trúng đạn, thiệt hại cũng khó có thể dẫn đến việc phải đóng cửa nhà máy, mặc dù nếu tình trạng này kéo dài, quyết định đóng cửa sẽ được đưa ra như một biện pháp để giảm thiểu rủi ro khi các lò phản ứng được làm mát. Ngoài ra, chuyên gia Gribalop khẳng định việc tái lập thảm họa Chernobyl năm 1986 là điều không thể xảy ra. Nguyên nhân sâu xa của vụ tai nạn ở tổ máy số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là do sai sót trong thiết kế của RBMK-1000 dẫn đến việc giải phóng nhanh chóng năng lượng hạt nhân tương đương hàng trăm tấn TNT. Những sai sót trong thiết kế này đã được khắc phục vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Các lò phản ứng đã được nâng cấp rộng rãi. Hiện tại, không thể tái lập vụ nổ tương tự trên các lò phản ứng RBMK hiện có bằng bất kỳ tác động bên ngoài hoặc bên trong nào, ngay cả khi chúng ta giả định một kịch bản khá khó xảy ra là một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn dẫn đến việc mở lò phản ứng thì quy mô của vụ tai nạn phóng xạ sẽ nhỏ hơn nhiều so với trường hợp thảm họa Chernobyl. Hiện nay, vệ binh quốc gia Nga đã đưa ra các biện pháp bổ sung để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk Trước đó, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akmat của Nga, Thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết, cuộc tấn công chớp nhoáng của Ukraine với việc chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân đã được lên kế hoạch để Ukraine ra tối hậu thư đàm phán với Nga. Thông tin này trước đó đã được các tù binh Ukraine xác nhận. Hầu hết tù binh Ukraine khai nhận, nhiệm vụ chính là chiếm giữ khu vực lãnh thổ lớn nhất có thể để ép sử dụng đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai. Thiếu tướng Ati Alaudinov nhấn mạnh, về vấn đề này, người mỹ và toàn bộ khối nato đã tính toán sai lầm thời gian vừa qua lực lượng vũ trang ukraine afu ở khu vực kursk đã không còn đủ nguồn lực để chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân kursk các đơn vị afu cũng không còn khả năng tấn công thọc sâu và dần dần sụp đổ dọc theo toàn bộ phòng tuyến Bộ Quốc phòng Nga vừa qua nêu rõ những nỗ lực của các đơn vị cơ động của Ukraine sử dụng xe bọc thép để tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga đã bị đẩy lùi. Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy một mê cung gồm các chiến hào được đào phía sau chiến tuyến hiện tại ở biên giới của Nga. Theo các nhà nghiên cứu nguồn tin mở, những rãnh hào sâu nhất nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 45 km về phía bắc. Chiến hào được đào trên một cánh đồng ở phía nam thành phố Lugov trong 4 ngày đầu tiên khi Ukraine bắt đầu tiến hành cuộc đột kích, có vẻ như chúng được thiết kế để bảo vệ thành phố do nằm trên trục đường chính dẫn vào thành phố. Lực gốc cách biên giới Ukraine khoảng 60 km bằng đường bộ và cách nơi thâm nhập sâu nhất của quân đội Ukraine khoảng 40 km. Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đã xảy ra cuộc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng Nga và Ukraine gần làng Kromsky-Biki, cách Lugov chưa đến 16 km. Nga cũng đã đào các chiến hào và xây dựng công sự ở rìa phía tây nam của thành phố Lugov. Điều này cho thấy Moscow coi đây là mục tiêu tấn công tiềm năng của Kiev. Công sự thứ ba được Nga xây dựng tại giao lộ trên đường cao tốc E38 chạy từ đông sang tây qua một số thành phố quan trọng nhất của vùng Kursk. Các chiến hào nằm ở điểm đường R200 kéo dài từ biên giới Ukraine qua khu vực Suza đến tuyến đường cao tốc chính. Bên cạnh đó, Nga cũng xây dựng hệ thống phòng thủ trải dài hơn 16 km nhằm bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trước đó, Ukraine cũng tuyên bố chiến dịch xuyên biên giới của họ đã tiến được 1 đến 2 km vào tỉnh Kursk và quân đội Ukraine đã hoàn tất việc kiểm soát thị trấn biên giới Suza của Nga. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk thông báo, vì tình hình nhân đạo có thể xấu đi ở các vùng lãnh thổ lân cận thuộc tỉnh Kursk, Ukraine nên chuẩn bị tiếp nhận người tị nạn Nga. Do đó, chúng tôi đã mở đường dây nóng 24 trên 7 cho người dân ở tỉnh Kursk cần viện trợ nhân đạo hoặc muốn sơ tán sang Ukraine. Bà Vereschak đề nghị người dân Nga tại tỉnh Kursk sơ tán sang Ukraine và liên hệ với các đầu mối được chỉ định trên Telegram, WhatsApp hoặc gửi email để được hỗ trợ. Bà cam kết Ukraine sẽ tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và cung cấp sự bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho người dân Nga đến từ tỉnh Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã gặp các quan chức cấp cao để thảo luận về tình hình nhân đạo ở tỉnh Kursk và việc thiết lập các văn phòng chỉ huy quân sự tại đây nếu cần thiết. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyansky cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là một sai lầm chết người mà Kiev sẽ sớm phải hối hận. Ông Polyansky nói thêm, đây là hành động sẽ khiến Ukraine vô cùng hối hận sau này vì lực lượng dự bị cuối cùng của họ đang bị đánh bại tại Kursk ngay lúc này. Đại diện của Nga cũng nhắc lại hồi tháng 6, nước này đã đưa ra một đề xuất đàm phán rất hào phóng cho Ukraine, xét đến tình hình tuyệt vọng của nước này ở tiền tuyến. Nhưng cuộc tấn công của Kiev vào Kursk đã cho thấy rằng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chọn gia tăng căng thẳng và xung đột thay vì đối thoại. Khi đưa ra đề xuất đàm phán vào tháng 6, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định, Moscow sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức nếu Kiev rút binh sĩ khỏi Donetsk, Lugansk cũng như Kherson và Zaporizhia. Đây là các vùng lãnh thổ được Nga sắp nhập trong cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 9 năm 2022. Theo ông Putin, Ukraine cũng nên cam kết duy trì tình trạng trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa như một phần của thỏa thuận. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky ngay lập tức từ chối lời đề nghị và gọi nó là tối hậu thư không thể chấp nhận được. Về sự kiện ở Kursk, ông Polianski cũng chỉ trích Mỹ và các đồng minh khi cố gắng biện minh cho cuộc tấn công của Kiev. Đồng thời yêu cầu phương Tây giải thích tại sao việc cố ý nhắm vào dân thường lại giúp Kiev có thể thay đổi cục diện chiến trường vì không có bất kỳ mục tiêu quân sự hay cơ sở hạ tầng nào trong khu vực. Đầu tháng 8, quân đội Ukraine bất ngờ phát động cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Cuộc tiến công của Kiev nhanh chóng bị lực lượng Nga chặn lại, nhưng họ vẫn kiểm soát được số lượng đáng kể khu định cư ở vùng Kursk. Theo hãng tin AP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Gregory Tichy khẳng định lý do quân đội Kiev xâm nhập vùng Kursk thuộc Nga là để vô hiệu hóa năng lực tấn công tầm xa của Moscow. Ông Tichy nói trong những tháng gần đây, Nga đã triển khai hơn 2.000 cuộc tấn công từ vùng Kursk và lãnh thổ Ukraine, sử dụng tên lửa chống máy bay, pháo, súng cối, máy bay không người lái, drone. Đặc biệt, Nga còn được cho là đã thả hàng trăm quả bom lượn và tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố mục tiêu của hoạt động quân sự này là bảo vệ tính mạng trẻ em và lãnh thổ ukraine khỏi những cuộc tấn công tầm xa của nga ukraine không hứng thú với việc chiếm đóng lãnh thổ ở vùng kurs chúng tôi chỉ muốn bảo vệ sinh mạng người dân chúng tôi